Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AR Video. Thì bây giờ mình sẽ đi dạch mấy cái lá để coi nước sát này, đi dạch kiếm mấy con còng nha. Cua là đưa con cua. Con cua rồi đó. Bây giờ sẽ đi nha. Ấy à, chưa kiếm cái xô cái đã. Còn là còng nhóc luôn. Em ấp còng nha. Đuôi con cua nè. Coi đi coi con cua nè. Đồ sĩ tao à. Ở trong đây có một con cua nè. Cá chết rồi không bỏ nó ra. Không. Đi bây giờ bắt nãy thấy ốc đâu á. Đủ xị tao. Cứ ngắt ở dưới luôn rồi. Kìa, con cua à. Cua sát mé rồi ha. Ủa rồi con ốc bắn rồi. Giờ đi kiếm còng đi. Vậy? Đây, bây giờ mình sẽ đánh bắt mấy con còng nha. Tập cho con vịt, mốt tập con vịt nó nói rồi. Ủa? Chu cha, đây một con tí nị, đây là con giả tràng. Đây nó bò nó không rồi một con nha. Giờ mình sẽ đi dạch kiếm nha mấy bạn. Đây đang con nè. Bắt cái này phải chịu nó kẹt. Đây là con còng nha. Xuống nó tắm phóng xong nó sình không phóng xuống à. Mấy cái hang con này con thợ lòi con gì mà nó đu dữ ta. Đam mê ca sĩ. Bên đây cộng nhóc mà giờ không thấy con nào hết trời. Sẽ đi qua bên đây nha. Nó cũng phóng xuống nữa. Thôi cái còng xanh
Trời ơi, con còng nó bự. Nè. Ui, ui. Cái con nè, đây đây, nhìn nó như là ba khía nhưng mà nó là con đây, bạn coi của mình nữa nha. Đây là cái hang đó nè. Đó. Ui. Ui. Bự nha. Thôi nó rụng càng nó luôn nha. Cầm nó cái nó làm cho càng nó rụng luôn á. Thấy không? Thấy bạn biết con còng nó nhỏ như là ba khía. Mình sẽ moi tiếp nha. Rồi trong đây còn ta. Là hang kế hay sao? Qua bên đây thử. Ơi, con còng bự. Ôi, mới thấy chạy nhóc luôn. Đẹp trời. Cái này. Thấy nó chạy đây cái rồi. Ốc nè. Ốc có nằm nè. Có ốc luôn. Vừa rồi mình cũng đã quay cho các bạn xem là mình bắt được mấy con còng nữa ha. Đây. Ok, thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo của mình.